Vâng, xin mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với sân bóng chuyền hơi cầu xe trong buổi sáng Chủ nhật ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2023 chứng kiến trận cá độ cặp đôi Xuân Vĩ và Minh Duyên gặp Duy Thực và Nam Gucci. Đội nào thua sẽ phải bôi xoăn vào môi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mập thế mà nó dám cân ra nó gầy. Chín giờ. Giờ về còn Ninh Sương ăn sáng này. Trong đấy có lạnh không? Rét đấy, ấm. Cũng rét à? Rét. Mình mang toàn đồ mùa hè đi nhà, không mặc được ngày nào. Thế nên cái này phải mua. Cái này là mang lúc ở Bình nhà ơi. Mặc sáng đi thôi. Hay à? Ôm giặt rồi. Đi du lịch phải trông mắt thêm. Chắc chắn là ăn kém trong này. Tí nữa hai ông cháu tắm váy mang về nhá.
Nào đâu, bên này có hơn quá chứ. Nào. Hơn quá. Hơn quá. Vừa anh úp một quả đi. Vừa đem quả đấy là hơn quá bây giờ đâu. Đi đem vẫn cho một quả. Vẫn cho một quả. Có cái. Vẫn lại là 10 đâu. Không, không một. 97 bên này. Tất hơn 2 quả 97. 97 bên này phát ổng quả. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây cho em. Gái vạch đây. Vạch đi thôi. Sao thế này rồi. Đừng gái tính ra. Ê, bắt đi. Cần bắt đi. Bắt đi. Cần bắt đi. Nó vào không anh đó. Này, tụi anh đây. Đây, xuống rồi. Bắt đi. Bắt đi. Hả? Bắt đi. Đánh đi. Mình bây giờ nhớ không có lại không? Tụi bắt đi. Không có anh em. Bắt đi. 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 Tiếp tiếp thoát qua đây. Hai ông ngồi đây nhá. Rồi, anh trên đấy. Đâu, xong đâu. Cô nào đã tới sao? Bữa nó họ vô. Bây giờ mình vô. Đây, thôi đi. Bữa họ không vô.